Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình đang đi đổ mưa các bạn, chiều nay trời khá mưa rất lớn các bạn. Và mình khám phá một quán cà phê rất là độc đáo, đẹp các bạn, ở vùng Hạ trên đường Phan Huy Ích, mời các bạn nhé. Đây không gian rất là đẹp các bạn, rất là lý tưởng các bạn ơi. Nó nằm trên đường Phan Huy Ích các bạn. Địa chỉ thì mình sẽ cho các bạn thấy sau nha. Quán này có tên là Aroma, khá là độc đáo, nước chảy róc rách luôn, có cảnh tượng tắm cát coi nè mọi người, coi dưới này thấy nhiều kích cỡ lắm, rất là đẹp. Đây cũng là một trong những cái quán cà phê rất là độc đáo ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù là ở ngoại thành, mọi người, cái quán này ở ngoại thành, 12 đường Phan Huy Ích, nhưng mà các bạn thấy là nó được thiết kế rất là đẹp. Trời hôm nay Sài Gòn mưa rất là lớn các bạn, rất lắm. Mình đi đụng mưa và tạt vào quán cà phê này đẹp quá, mình quay cho bạn xem, chia sẻ cùng bạn. Phía trước là đường Phan Huy Ích. Trên là còn có cái lầu nữa các bạn, nhưng mà chưa có hoạt động. 2 tấm các bạn, khá là lớn, quá cực kỳ lớn nha, mà xây bằng đá các bạn ơi. Bạn ơi, cây cối khá là nhiều, nhân tạo thì rất là đẹp. Cái quán này nằm ở địa chỉ là 22 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình các bạn. Địa chỉ của quán là 22 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình Bạc. Thì bên nay mình đi chụp mưa mà mình phát hiện được quán cà phê đẹp quá, quay cho anh xem, chia sẻ các bạn. Là phường 12 thì ghé quận 12. Cái Aroma này rất cà phê nhé, nhiều món độc đáo lắm. Cây cối rất là nhiều bạn ơi. Ở phía lầu ở trên lầu 2 là có cái phòng cây rất là đẹp bạn, cảnh rất đẹp. Mà bên trong này thì chưa có phòng nào cả. Nó sẽ đắp khá là độc đáo đó. Xây thì họ xây bằng đá mà cửa ngõ các kiểu là gỗ đẹp lắm, khá là đẹp, khá là đẹp, đẹp lắm mọi người. Ở đây là tầng 3 nhìn xuống các bạn, khá là đẹp. Thôi mình xin giới thiệu các bạn một quán cà phê khá đặc biệt ở trên đường Phan Huy Ích này, địa chỉ là 22 Phan Huy Ích các bạn. Các bạn ghé đây là thưởng thức, có nhiều món độc lạ lắm, từ gạo của Hàn Quốc đều ngon lắm. Xin tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, các bạn cho mình một like nha, subscribe kênh. Để khi mình ra video mới, bạn sẽ là những người nhận đầu tiên. Xin tạm biệt các bạn. Bye bye.